Thưa quý vị, phấn đấu xây dựng ít nhất 1.000 căn nhà cho người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chỉ tiêu của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 vừa được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai. Ngoài ra, Trung ương đoàn đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 6 triệu lượt thanh thiếu nhi và người dân, tập quấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 200.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 700 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 200.000 thanh niên. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2024. Trung ương đoàn đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm như vận động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội triển khai, ra mắt ít nhất 500 tuyến phố, đường hẻm, văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, trong ít nhất 8 triệu cây xanh, sửa chữa ít nhất 3.000 km, làm mới ít nhất 600 km đường giao thông nông thuộc.